Xin chào tất cả mọi người. Bữa nay mình ra mình hái mấy trái hồng ở sau nhà mình. Tại không hái thì chim nó vô nó ăn hết à. Ý là mình có bao lưới đó, mà sao chim nó cũng lẻn nó vô nó ăn. Hay là có cái con gì á nó cũng ăn nữa, giống như không biết chuột phải chuột không. Mình bao kín hết trơn rồi sao nó cũng vô nó cắn. Nó cắn nó ăn hết trơn à. Nè mọi người ha, trái rồi hôm nay nó ăn được hết trơn nè. Năm nay là hồng nhà mình là ít hơn một năm, tại vì mình để tự nhiên, mình cũng không có tỉa cầm và mình cũng không hái bớt trái nữa, chứ trái nó cũng không bự. Nếu mà mình ta lặt hái bớt trái cho nó dồn sức lại cho mấy trái khác còn lại nó bự hơn. Còn mình để trái nhiều quá cái trái nó nhỏ, nhưng mà mình thích là cậy để tự nhiên đi, cái nào mình ăn được thì mình ăn, trái nào bự thì bự, cái nào nhỏ thì nhỏ. Để nào nó ăn nè mọi người. Không, nó chuột chứ không phải chim. Này chắc chuột nè quá. Còn bữa hổm mấy con chim nó vô nó ăn là cạp nửa trái không á. Nhất là mấy con két á. Mấy con két ăn chút xíu hết nguyên cái. Bữa hổm mấy trái mà nó bự mọi người. Nó bự nó nằm le le ở ngoài cặp cái lưới nè, chim là nó mổ ha vô luôn à. Nó vô không được, nó mổ tan tành hết. Chim mấy trái mà bị ở ngoài đó ha, là nó bị chim nó ăn hết à. Nhà còn cái trái trong à, mấy trong thì có trái thì bị chuột ăn, nhưng mà chuột ăn á thì mình không biết phải chuột không nha, hay là con phố sùm, con tròn, con gì cũng biết ăn, nhưng mà mấy con đó nó ăn thì nó ăn không có nhiều, nó ăn trái nào nó cạp lắm 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 à. Còn chim á, mấy con két là nó ăn tan tầm hết, nó ăn mà nó văng mấy cái xác trái xuống luôn. Nó ăn nó mổ á, giống như cái này nguyên chùm luôn nè mọi người, vậy không. Đúng ra là người ta phải lặt bớt, nhưng mà mình ham mình để tự nhiên à. Chứ nhiều khi nguyên chùm nó không có bự lắm, nó trái mà không bự mà trái mà lẻ lẻ, trái lẻ lẻ thì nó bự, trái lẻ thì nó bự. Còn cái trái trái nguyên chùm là đa số là nó nhỏ mà, như đây nè, rẻ à, nguyên chùm luôn nè đó. Kia đó, trên kia đó, mấy trái mà ở trên cao á là nó sẽ đa số là nó bự nhiều hơn cái trái dưới, nó có nắng hay sao á. Nhưng mà tại vì mình không có cắt tỉa này kia, mình để tự nhiên thôi à, cái nó không có gọn cây. Rồi bao lưới đâu khó đâu, này không bao là nó chặn xuống là gãy nhánh trên đây nè, đây vừa chụp á, rồi nó nhánh đặt đứng lên đó, rồi gịch á, nó bị mà gãy nhánh chưa. Nhưng mà năm nay nó tóm lại là nó không có nhiều mỗi năm. Năm rồi á là nhiều. Đó, bên kia nè. Đây mấy trái này nhỏ, chưa chín. Rồi, đúng ra là người ta mấy nhánh ở dưới đó, ta cắt cho nó gọn, cho trái nó dồn trên. Còn mình ở đây, trái là đại đất luôn nè. Để tự nhiên thôi à. Ở đây nữa nè, trái tuốt dưới rồi kìa, không bị chụp tuốt dưới đó, nó bị hư hư không, nó bị ốm. Tại vì hôm đó đi Việt Nam đó, đi Việt Nam cái bỏ hí về hả, rồi đi về mới chùm rồi để đại tới bữa nay luôn. Rồi không gà chim đó ăn này kia nó, với không gà gì cũng làm biết đó, không có chăm sóc gì chứ. Ủa cái gì mà rớt vậy, cái này sao nó ngã vậy? Cái đó anh tắn ở ngoài á. Cái này bự nè, chín luôn nè. Đây hai chồng ra tranh thủ, cái nào hái vô được hái. Hôm mưa nữa giờ. Hôm mưa nữa rồi, sáng giờ cũng mưa trời lạnh. Ngạt mũi à. Nói chung là cũng được, ăn cũng được. Không có nhiều nhưng mà đủ ăn. Nhiều đây là cũng nhiều không nói. Tại vì mình không hái là sợ mấy kia nó ăn, không gài là mấy trái mà bự ha, là cặp bé ở ngoài ha, là chim ở ngoài là mổ vô luôn á, mổ nhiều lắm á. Không gài là mình thấy là mình thấy nó ăn á, còn mình thấy nó ăn nửa trái mình vô mình lặt bỏ hết à, nó ăn tan tành hết mấy chim á. Rồi mình phải tắn này kia lại, đừng cho nó lòn vô đó. Một con ghét mà nó lòn vô đây rồi đó ha, là nó ăn sạch chọi. Nó kéo nguyên đám nó ăn luôn. Hồng người ta trên cao, hồng mình là đại dưới đất mà. Tại vì mấy nhánh này không có cắt bỏ. Ở dưới nhất kìa.
Mà trái dứa là đơn nhiên nó nhỏ hơn rồi, nó không có, nó chậm chín nữa. Nó chín lâu mà nó nhỏ hơn cái trái okay. Trên cao. Nhưng mà tại em sợ nó bị thối nữa nè. Cái trái này bự ra, cái trái này trên cao là bự ra. Ngồi người ta ăn mình review cho người xem. Không gà chứ mình chưa ăn trái nữa. Không gà chưa ăn một trái luôn đó. Chưa thử luôn đó. Ta nói thôi để bữa nào thì thẳng mình hái ăn luôn chứ. Hái lượt luôn chứ. Hái một hai trái thì cũng không có ăn nhiều rồi thôi. Làm biết đó. Đỏ chân rồi. Cái này nó không có đỏ, nó cam. Chứ không đỏ đỏ cam á, cam đỏ. Rồi dạo hái nè. Bắt đầu đi ngủ rồi hái hồng. Đang ngủ kêu ra hái hồng. Tại sao chợ mưa à? Bữa nay cuối tuần, bữa nay là chủ nhật nữa. Cuối tuần mà hái, mà không hái thì ngày thường thì cái lưng anh nói, đâu rảnh đâu hái. Bây giờ anh đứng anh không hái chưa? Bây giờ quay không. Kiểu phía sau anh nó trái nó chín hết rồi. Cái hồng này á là cũng được 6 năm phải em. Cái đó. Mà cái hồng này trồng trái hên xuống ra nhiều khi nó dễ chết lắm ạ. À. Nhiều khi mới trồng 1 2 năm đầu nó sống, nhiều khi nó chết nghe cũng không chừng nữa. Nhiều khi chết vậy. Cái cây này của mình là không, 5 6 năm mà ba lớn à. Hồi đó là nó chết mới về là nó chết là 2 năm sau nó mới sống lại. Rồi nó có trái tới giờ luôn. Chứ đâu phải là chồng là chồng là nó sống ta dễ ăn nó đâu. Đâu phải dễ ăn đó. Anh. Gì? Ở sau lưng anh hái đi, anh hái về đó đi. Ok. Thấy giờ bên kia không bà dạo hái gõ rồi. Còn cái bên anh á. Mình lấy cây chay bự mình hái. Để vô. Nó nhiều đó, thấy hồng cho nó trái lên. Nó bự lắm. Bữa ta trái bự không à? Nè, trái này nó bị hư rồi. Hả? Trái này bị hư rồi nè. Này con trái này bự mà nó hư rồi nè. Ủa có trái chín mùi giống nó hư luôn rồi kìa. Bị thối luôn rồi. Ừ, con trái chín cây luôn đó. Chín cây nó thối luôn nè. Trời ơi, trái này nó dai quá ta. Nè anh, chín cây nó thối luôn nè anh. Đâu? Nè. Ừ. Chín cây luôn hả? Ừ, chín cây. Thành hồng mềm luôn rồi. Nguyên chùm thì chắc bẻ hết luôn quá. Ừ, cho đó ai hết luôn đi. Bự ơi. Trồng cây chứ mà có trái là ăn được thấy ham lắm. À. Trời nắng lên thấy đẹp hơn nãy không? Nãy trời ơi cái táo hù kìa. Nắng lên cái thấy sáng. Đây nhóc chân nè. Lý nữa. Cái gì chứ cả trăm trái chứ. Ừ, nhiều lắm. Năm nay là ít đó. Ở dưới là đà nhiều lắm luôn á. Năm rồi là còn nhiều hơn. Em nếu mà nghe. Giờ mình hái mọi người ạ, hái vô hết đi. Nè, mình thấy ham quá mà không dám hái. Còn mà không hái thì mới chiêu đó anh thôi. Giật mạnh đi, dài lắm. Ừ. Nó khá này chứ. Dài, dài lắm ạ, nó có rụng. Cái này là gió mạnh nó cũng không rụng nữa. Trái bên anh to. Trái bự à. Nãy giờ tôi hái được có hai trái à. Trái này cũng bự rồi. Mà không bự bằng con năm. Năm rồi bự hơn. Chứ năm nay không có săn sóc gì nhiều à. Năm nay là không có chăm bón gì cho. Mùa hè mới hở mà còn thiếu nước nữa. Không có tưới nước luôn nữa. Cái này chắc hái hết luôn ha. Thì trái nào chơi. Còn chưa ấy thì trái nó hay đợt đi anh ơi. Thì mấy trái nào nhỏ thì để lại. Ừ, chưa là bự hết cho đợt đi. Để mấy kia nó ăn ủ lắm. Ừ. Thường nó ăn lựa mấy trái bự chín ăn không chứ. Đây cái chia hai đợt chứ. Hai đợt. Nhiều lắm. Trái chồng này cũng bự rồi. Ừ, hai trái bự trước đi. Cái bự đi. Ôi. Ôi, bé nguyên chùm luôn. Để nguyên chùm luôn. Đã hai trái đó nha. Dạ. Đó, to, hai trái to.
Bên đây chùm bên đây cũng nhiều trái nè, quá trái nhiều luôn. Wow, chùm bên đây nè, trong góc hàng rào nè, chùm nè. Nè, trong hàng rào này nè. Chùm này nhiều lắm. Chùm này nhóc trơn luôn nè. Nè đó, đó, à, đó nè. Chùm nhiều lắm nè. Chùm có chục trái. Không có tỉa đó. Thì thấy thay gì ta tỉa hết. Trong nó trông không được bự lắm. Ừ. Nó nguyên chùm này, đây là nguyên dắt nè. Đây đây nè. Đó. Còn cái đó để xa đi. Đó kìa, cho nó thấy sao đi. Cái chùm này anh hái luôn. Cái này nè, có hẩm chim, cái chùm này ấy, hẩm trái trái bự đây nè. Mà chim nó ăn nó trái không này không? Có phía về là nó. Nó mổ hết rồi. Mổ chân rồi. Mổ te tua rồi đó hả? Cái trái cặp cặp này hái hơi nhỏ mà hái luôn. Hái đi tại vì cặp lưới là nó mổ hết rồi. Trái cặp lưới nó mổ. Nó phát hiện là lại nó mổ chút xíu là trơn. Mấy con két nó hay lắm. Nè, nó mổ rồi nè. Ừ. Thấy không? Đó, mà lỗ lủng lỗ rồi. Nó lủng lỗ rồi đó. Hả? Đó. Đây là chim nha, còn két là mổ là tan tành hết. Nghe cái hay nó mổ là văng. Ừ, văng xác á. Xác tùm lum luôn, cái mỏ nó cứng á anh. Đó, cái này có 20 kg á. Ha. Ha, nhiều hơn à. Ký hồng chứ nó mèo lắm. Vài trái là vô ký à. Cái này thì vậy mình hái bớt ra một cái trái đi cho nó dưỡng nó trái kia luôn. Để chùm nó không tốt. Để nguyên chùm á là một á là trái nó không bự, hai nó cũng không ngọt. Đúng rồi, không đủ cho đường á. Không đủ, không đủ chất dinh dưỡng. Đây nè. Cái này bự á. Trên đó, chùm bên trên. Ừ, đây đầu hái hái luôn nè. Ừ, rồi đó, còn nó xử hết. Trời ơi nè. Phải nhánh nó kéo xuống luôn đi anh. Gì? Nhánh nó kéo luôn. Kéo luôn hả? Ừ, à, nhánh nó nhỏ xíu nha. Thôi gãy. Này nữa là chắc phải cho xong phải chắc tỉa cho nó gọn lại. Ừ. Nửa chùm cho nó dễ. Gọn. Không vô. Đâu rồi? Rớt xuống dưới em biết nữa. Cái cục. Ở chừng là hai trái đi. À. Đây nè, đây nè không? Cái này là gì mà họ mỏ vô được. Ừ. Họ mỏ vô là mình thấy ghét lắm. Nó cắn nó mổ mổ á. Mổ là mình thấy là trái nó hết đẹp rồi là nó hư luôn nữa. Đó, nước nó vô á. Thấy không, trái này bự bự không? Trái hồng này đó mua có 35 đô á. Mua chờ chờ phải không? Mua chờ chờ nữa không? Mà sao cũng hên mà được, ăn ngon, cũng ngon, cây ngon. Nó cũng giòn mà nó ngọt. Cái trái nào mà lẻ nó ha, ăn ngọt. Trái nó to lắm. Đây là to rồi. Xong nó già già là hái được rồi. Giờ thường mình trong là... farm chắc ta bẻ cũng già già, ta bẻ ừ. Chứ... để thường cho nó mà ở ngoài chợ mua về đâu ăn liền được. Ừ, để về bữa. Mua về chắc ngầm à. Trái này bự quá. Chưa vàng không anh, để đi. Tại em thấy bớt bớt cho nó mấy cái gì cho nó mèo mà bự. Nó chín. Nó chín. Nó còn nhỏ vậy nó cũng lớn nữa đó. Ừ. Nó còn chưa chín. Nó mèo lắm. Cái này năm rồi là tới tháng 6 á. Nó thu hoạch hết. Nó thu hoạch hết. Tháng 5 là ăn lai gai thôi à. Hôm nay tính ra mình bẻ sớm à. Tại vì mình thấy nó chín nè. Ừ. Chứ nếu mà không bẻ thì chim nó ăn chứ phải là nó không có con này con kia nó ăn thì mình để từ từ. Em nghĩ được rồi anh ơi. Được ha. Ừ. Khoan để anh coi kiểm tra lại gỗ. Wow. Hai gỗ. Hai gỗ. Mà còn nghe phân nữa, phân này hái không được chưa được phân nữa đâu. Được phân nữa đâu. Tại vì nãy giờ mình đâu hái nhiêu đâu. Ừ. Giờ mình nè cho anh gieo. Đây là thành quả thu hoạch bữa nay nè mọi người. Giờ mình lấy một trái mình ăn thử à. Cái cặp này dễ thương nè. Này bự nè. Nói chung là cái trái nó không có được bự cho lắm. Trái tối đa cỡ và lớn nè. Nè quá lớn nè. Em zoom lại em. Zoom lại ha. Zoom lại gần gần cho mọi người thấy à. Nó cũng nè, bằng tay mình nè. Nó vừa thôi, trung bình thôi chứ không to.
là tương đối là ok, tại cũng nhiều trái cỡ như vậy nè, nó chứ không bự nữa. Giờ mình kiếm trái nào mà nó đỏ nhất mình ăn, tại vì mấy trái kia thì nó chát, chịu chứ. Cái này như nó bị hư mà. Đó, chắc ăn là trái này ăn được. Đây là gặn em. Thấy không? Thấy. Mà trời lạnh. Cuối tuần này có 12 độ à. Sáng là 7-8 độ. Trong coi kìa. Chưa có mùa đông mà. Nè. Ở trong coi. Nè. Chưa nó gọt vỏ. Cái này ăn khỏi rửa. Ăn giống như mấy con chim, mấy con chuột ra. Khỏi rửa ăn liền. Khá tươi. Nói chung là cũng đâu có gì đâu dơ. Không gì dơ. Chứ khi mấy cái bụi cây nè, mấy cái đen đen nè, trời mưa đó. Ướt á. Này chắc ngọt. Ăn trước đi. Review đi. Giòn mà ngọt á. Ngọt. Cái này là ăn vừa luôn à. Giòn cũng ngọt. Giòn luôn. Nếu mà chín quá thì nó mềm. Ừ. Rồi nếu sống quá thì nó chát. Này vừa giòn vừa ngọt à. Ừ. Ngon, cho em thấy vậy là ok đó. Ừ, gì đó vừa. Ừ, vừa. Cái chín quá đã mềm ra. Nhưng mà nó mình á thì thích ăn mềm. Mà thích ăn trái chín nó mềm nó thơm. Mềm thì để anh để lâu rồi nó mềm. Nhưng mà mềm thì nó hết giòn rồi, nó không phải hồng giòn nữa. Ngon. Ăn cái cây của nhà mình trồng á nó mới sướng. Đó mà chợ cái này nó bán đầy hết. Mà đủ loại á. Mà nhìn ngon nữa. Nhưng mà mình ăn thì ăn thôi chứ cảm giác ăn cây của nhà mình trồng nó khác hơn, ăn như là cái thành quả mình trồng vậy á, là mình đảm bảo được cái cây của mình là không có phân thuốc gì nữa. Cây này năm nay là không có miếng phân á, không có miếng thuốc á. Mà cây hồng ấy thì hầu như là không có xịt gì thuốc chứ. Nếu người nào á có phân thì hãy phân, còn không thôi, tại vì nó cũng mạnh lắm cái hồng á, nó không sâu gì chứ. Cái khác còn sâu này kia nó gầy, còn hồng nó mạnh lắm. Rồi gặp được có cái hồng này nghe nói là không có chiết được. Nó không chiết được hả? Ngồi không. Ha. Nó ghét được nhưng mà chiết được. Chiết là mình bầu cái nhánh nó ra ha, nó không ra rễ. Nó húi cái cây luôn hả? Ngon ha. Ừ. Đang rụi trên cỏ mắt nó không ra rễ luôn, chết nhánh luôn. Nó có thử rồi nó không được. Nhưng mà cây hồng á mua bây giờ á, là nếu mà trong cái chỗ mà gành qua bán ha cũng 90 mấy đồng, 95 đồng cây á. Mình đây mua cây nào có 35 đồng mà chị chờ á, hên xui ha, vậy chờ chứ mình đâu biết nhãn hiệu gì đâu. Ừ. Mà đó cũng không có gần cây trồng á, thấy nó bán mua đỡ. Sáng sớm ăn hồng. Hồng vô hồng cơ. Sáng ăn cái hồng nó no à. Phải một giờ gạo có lượng như ký ha. Nặng à. Hồng nặng lắm anh ơi. Cái cây đó chắc có 10 kg á. Thôi à. Cái này nửa tháng bự à. Ừ. Này 10 kg có à. Ừ, 10 kg á, thường cái trái đó là 10 kg. 10 kg đó. Nặng á. Tại hồng nặng, hồng có mấy trái là 1 kg rồi. 10 kg mà mình hái nãy giờ nó tóm lại chắc cả 1/3 vậy. Còn nhiều lắm. Tại vì mình hái mà khơi khơi chút xíu à, có 5 phút à. 5 phút 10 phút à. Rồi mà còn nói chuyện nữa.
mà năm nay là nói chung là tóm lại là ít, bữa hổm là nó bị ăn một đợt rồi, cái trái mà chín sớm ở phía bên ngoài ha, là chim nó ăn, nó ăn xong rồi mình mới bao, rồi xong rồi con gà chuột nó ăn nữa, chuột nó ăn đó, mình mới tắn á, chứ không hỏi là không bao thôi à, bao trên chim nó không vô, nhưng mà mấy con chuột hay con phố sùm hay con gì không biết nữa, vô nó cạp cạp ăn trên chim mình mới tắn ở dưới gốc á. Rồi, bây giờ đi vô nhà. Bye. Rồi, bye bye tất cả mọi người đã theo dõi nha. Mà mọi người ai muốn ăn hồng tới nhà mình ăn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. Đây nhà mình trồng nè. Ở Melbourne.